Oh no! Hôn vào ti. Thôi! Hôn vào mi. Dạy kia đi, hôn vào mi. Nhập rồi. Cha. Tiếp. Lắc tên. Đó lắc mông. Được chiêu cuối. Hồi của. Giả đi giỡn mà. Em cảm ơn phần thi của các anh rất là nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ công bố kết quả chiến thắng. Nhưng mà cho tụi anh về chỗ trước được không? Ok, nhá, bọn anh về chỗ để mình chọn nữa. Cho ba người thắng ở lại. Em mời các anh về chỗ ạ. Trần Nhậm. Trung Tài. Kết thúc phần thi, người chiến thắng thì chỉ có một thôi. Và những người thua sẽ bị nhận hình phạt do những người chiến thắng đưa ra. À, 1, 2, 3. Số 2. Em là số mấy nhỉ? Em số 3. Này, thế anh mình chọn nhé, em tí về mời anh đi ăn nhá. Ok, số 3. Oh no. Sáng tôi muốn nước cho anh ấy. Hai bình chọn Tú à? Đến với em, anh nhất rồi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 người bình chọn anh rồi. Dạ, vậy là phần thi này là anh Trần Nhậm là người chiến thắng. Anh phạt 2 người thua đúng không ạ? Người chiến thắng là anh Trần Nhậm. Và bây giờ sẽ có một phần quà rất là cute dành cho anh Trần Nhậm, dành cho người chiến thắng. Tiền mặt em. No! Anh thích một món quà đắt tiền hay là nhiều món quà mà lại rẻ tiền? Nó thích đắt tiền đó em. Tất ơi, nó thích đắt tiền đó. Nhiều món quà mà rẻ tiền thì cộng lại có bằng món quà đắt tiền không em? Có thể gần bằng đi. Gần bằng à? Thế anh chọn một món quà đắt tiền đi. Vậy là anh chọn quà theo trị giá đúng không? Đúng. Vậy đây là món quà của anh. Ôi, cảm ơn em nhiều. Thật đi á, cái này mút giờ cũng được. Sau khi nhận phần thưởng xong, bây giờ anh sẽ ra hình phạt cho. Thôi xong rồi, bọn mình giao trứng cho ác rồi. Bây giờ em đơn giản lắm, tại vì ở đây thì có những anh em gọi là cũng gặp nhau rồi, có những em chưa gặp nhau. Thì bây giờ em cũng hình phạt mới nảy ra thôi để thắm gọi là thắm thiết tình cảm anh em á. Bây giờ là, tức là cứ bắt cặp hai người một cặp. Người này phải hôn lên vị trí mà thích nhất trên cơ thể của người kia. Ôi, hay quá. Anh em mình vẫn vậy thôi. Anh em mình vẫn vậy thôi. Người mới mà. Anh em mình đơn giản. Anh đã nghi rồi. Không, nhưng mà em đã nghi rồi. Em ưu tiên nhá, ưu tiên là phải những người nào mà chưa quen biết nhau phải bắt cặp với nhau thì mới có gái gọi là gắn kết với nhau chứ đúng không? Chia tay đấy. Đi hai anh ơi. Nhanh lắm. Lên đi anh em, lên đi, đằng nào chẳng phải lên. Bạn thích cái gì nhất ở trên cơ thể tôi nhỉ? Tôi sẵn sàng trao nó cho bạn. Tôi thích ví tiền nhất, bạn đưa ví tiền bạn đây. Bạn đây.
Bạn ấy ví tiền tôi không có nên tôi hay để ở đây lắm bạn. Thôi nhưng mà anh em ở đây bảo là chán bạn đẹp lắm nhưng mà tôi chưa được chiêm ngưỡng bao giờ, anh em mình mới gặp nhau. Bạn ấy, bạn chưa chiêm ngưỡng nhưng mà để luôn rất nhiều người chiêm ngưỡng rồi bây giờ lâu. Thôi đưa chiêu ấy. Thôi anh chán lên đó cho bạn thôi. Mời mọi người vén hộ mình, mọi người vén hộ mình. À chơi quá. Bén như vậy mà. Nào cúi rồi. À chơi quá. Nào cứ quậy hôn ở môi này. Nào nào cúi ốc. Ngược lại em xin phép đi cắt chán ạ. Đây là anh hôn chỗ nào chung đấy? Là hôn chung à? À đôi môi. Nói rồi không được rút lại. Ý tôi nói đôi môi bạn không phải là điểm tôi thích nhất. À ừ hiểu các bạn thứ tư. Thôi tôi thích cái đôi mắt bạn, cho tôi hôn vào cái bên cạnh mắt này, nhanh nhanh. Thôi bạn khô giáo rồi nhá. Tình cảm. Cao Xuân Tài, Minh Thị. Em dễ lắm. Anh thích nhất là tóc của em. Leo lên tóc rồi đúng không? Đúng rồi. Em thích nhất tay anh Tài. Bàn tay đó xong. Ok. Ôi cầm anh nhạt quá. Mời tập tiếp theo. Bây giờ ông muốn tôi hôn vào đâu của ông? Tụi tôi. Nào Khẩn trương. Oh no. Để tôi lấy cái Resona tôi lăn vào nó. Bây giờ tôi thấy ông hôn vào kẽ tai của tôi. Kẽ tai. Khi mọi người ra thì anh Ngân thì hôn vào chân nhá. Đừng. Cái gì vậy? Đừng. Ui mọi người đánh nhau rồi. Ok. Hôn vào ti nhá. Alo. Hôn vào ti. Thôi. Hôn vào mi. Dành kia thì hôn vào mi. Cái này là mút mắt rồi anh. Rồi, vậy là đã xong hết rồi. Thì ra mình đều có điểm mạnh trên người ha. Xin mời cả nhà về chỗ ạ. Ở đây có hai chai nước thì mọi người thảy lên. Để khi nào mà chai nước dựng được như thế này thì là sẽ được đánh một ô X hoặc ô ở đây. Và đội nào cho em mình chơi này còn gì? Ba vạch. Cho em mình chơi này còn gì? Một người làm một người nghỉ. Thì mày anh ơi, nếu mà em ấy được như này được đánh hai phát liên tiếp nhá. Được. Thì được cho em, được cho em, được không? Năm phát liên tiếp luôn. Được. Năm phát liên tiếp luôn. Đội mình thắng rồi. Chơi luôn. No. Chơi đi. Tân ngầm trước đây. Kia. Đánh đây. Chết rồi, nhìn này khó quá, hành não quá. Tiếp tục đi. Trời ơi, đấy ăn. Em phải nhìn bên này nhá. Em nhìn bên này. Mạnh quá rồi. Cao quá đây, nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Ê. Thắng rồi, bên này thắng rồi. Oh no. Đường lên, nhanh lên. Đấy, một cái nữa. Nhẹ thôi, thấp rồi. Cái gì vậy? Thấp rồi. Ê. Khó thế. Anh hiểu rồi. Một người tung thôi, tại vì nó có cái chừng á. Nó có chừng tay nữa. Nó có chừng tay. Trời ơi. Gì mà ngứa tay nữa. Thôi để anh, để anh tung bàn cho bên kia khỏi tung. Yeah! Oh no! Ba phát! Thôi địch, một ván. Tiếp nè, 1-0. Một người tung rồi, một người nào tung đỉnh á. Đúng không? Rồi, nhanh. Thắng rồi. Ơi, thắng làm sao được? Chơi em. Chơi. Tiếp. Kết liễu. Nhẹ thôi. Kết liễu. Kết liễu. Không cần chơi nữa em ạ. Thua rồi em ạ. Trời ơi. Nhưng mà nhanh quá, mình chơi một ván nữa đi. Chơi ván nữa. Chơi một ván nữa. Thôi cho nó gỡ thể diện đi. Ván này à, ván danh dự. Ván này ai thắng luôn nhá. Ai thắng luôn nhá. Ai thắng luôn nhá. Chơi luôn. Được. Ngon lắm.
Cố lên em. Nhẹ thôi, thấp thôi. Bình tĩnh. Hít thở sâu. Cố lên, đánh thẳng lên. Cao quá. Ơ sao mình cứ bị... Nhẹ thôi. Kết liễu. Nhẹ. Kêu. Đây, kết liễu nè. Đây. Kết liễu. Thôi, cho trọng tài đá một quả đi, trọng tài ngứa tay quá. Trọng tài. Em ngứa tay quá. Từ không. Ví dụ mà mình chơi thua một ván thôi mình còn thấy nhục. Đây mình thua cả ba ván cơ mà. Tức là mình không có duyên với cái game thua. Thôi đúng không? Mình chủ động khả năng chơi game em ạ. Thì đội thắng thì sẽ được uống hết chỗ nước này. Không, 4 ly nước mới mát ngon hơn. Ôi nước mát thật. Ở đâu em uống thử em nào. Em uống em có mát không? Ôi nước sâm. Còn có cả thân này tức đó. Còn có cả nha đao. Bây giờ còn thầy nữa. Chơi thử. Bây giờ còn nữa, đặc quyền của đội thắng là muốn làm gì đội thua cũng được. Hình phạt cho Cao Xuân Đài, nãy giờ thấy Vũ Thịnh nó đứng nó cũng ngu ngơ ngơ. Ngon ta. Thịnh ra đây. Lúc nào cũng em thì em là nãy giờ anh chưa có chơi mà. Anh bắt thương tài luôn à? Anh thương em nhấn mà. Đừng, nhưng mà anh nói thế là cả đội cùng làm với nhá, là chết em với nhá. Không, một tài giờ, là đủ rồi. Bây giờ tài anh muốn tài liếm chán Vũ Thịnh. Liếm chán Vũ Thịnh. Anh Ngân ơi, anh Ngân mình trưởng thành lên anh. Anh Ngân. Anh dùng cái từ liếm nghe thật sự. Liếm. Thiệt hả? Ừ thiệt mà. Nhưng mà liên quan gì đến em mà tự nhiên là phải liếm chán em. Em không đồng ý. Ai bảo làm trọng tài? Ai bảo làm trọng tài? Thử thách. Làm gì anh làm chứ. Ôi. Bây giờ hôn thôi. Hôn thôi chán thôi. Hôn được mấy tóc lên nữa. Hôn lên tóc rồi, hôn lên chán là tóc rồi. Hôn lên chán luôn đi. Thôi được rồi. Hôn lên chán luôn đi. Bây giờ anh muốn sao? Chán lên. Hôn hả? Đây thôi được rồi. Hôn sao? Hôn đôi tóc hay là hôn chán? Hôn chán, anh nói hôn chán mà. Sẽ mãi ra nữa, xin. Wow. Nhìn nhá, nó xin nhưng mà nó xin. 4 người mà đúng không? Ê, người em tả cho kiểu... Chọn người đi. Tóc thì nhắm nhau. Xin. Bây giờ em chọn Trung Kê. Ờ. À, Trung Kê sẽ... Đây. Lại tôi! Trung Kê tôi sẽ... Tôi là cho đùa mọi người à. Sẽ hôn vào cằm của Thịnh. Cằm á. Ôi, đang từ chán xuống cằm xong tí đến dây kỳ. Ờ, chết. Cái này dễ, cúi xuống nào. À thôi, cúi xuống nào. Cúi xuống nào. Vào cằm nhá, đúng cằm ấy. Cằm đây á, đúng không anh? À đúng không bạn? Sao em tôi nghe nó tình cảm ấy bạn. Tôi nghe rất tình cảm em nhiều mà. Thôi nhá. Em chọn nhậm. Mày bị điên. Không phải đâu. Hun vào bẹn. Đâu nhở? Hun vào bẹn. Hun như nào? Hun vào bẹn. Nhậm em ơi. Phải thở vào gáy. Em phải trong tai mà. Ủa? Hôn vào bé em. Em phải làm gì? Em ghé vào tai Vũ Thịnh nói thầm là em yêu anh. Ôi dồi. Nó lại đơn giản quá. Phá hơi mạnh thôi cho anh. Sao không cho hung vào bé? Ôi! Từ đã nói đâu, nó ngứa rồi ra. Im. Đã nói đâu. Em yêu anh. Biết mình, này. Mình là trọng tài mà. Ủa đây em cả. À, còn anh dây kỳ vào đúng không? Còn anh dây kỳ đúng rồi. Thành đứng ở đó anh đi em. Hôn còn đi. Bây giờ anh dây kỳ. Thôi anh áp vô cổ Thịnh xong rồi hít một cái nha. Ôi, không thơm anh ạ. Nhít đơn giản người dây đi anh. Bây giờ nó còn muốn thơm cơ chứ nó không muốn hít. Hôn đâu cũng được anh. À, hít một cái tầm 10 giây bây thôi. Bây giờ tôi là cái búp bê cho mọi người thử sức à. Em ơi nổi hết ra gà anh này.
Thịnh, Thịnh vui không em? Nãy giờ em mới được chơi đó. Thề luôn đấy, tôi chúc mọi người thắng luôn á. Em muốn thay đổi quyết định của mình quá. Khi mà đứng đây. Chị muốn đổi quyết định là sang em à? Hay là... Không, không, chị nghĩ lại, đáng là chị không nên đến đây. Chị thấy mọi người tình cảm quá. Chị nhầm bản, chị sợ chị nhầm bản. Mà bóng nó cứ chạy. Rồi 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 rồi, chị em tương tàn. Oh no. Gần. Không được em, không được. Không được cha ơi, không được. Các bạn cẩn thận nha. Coi chừng mang giày đó, mang giày đó. Nhìn như hai con cá. Chết rồi, chị em bị mặc đầm đó, chị em bị mặc đầm. Chị em bị mặc đầm đó. Ôi bà Trang kìa, bà Trang kìa. Cảm ơn mọi người và bạn Thu sẽ ở lại nha. Xin mời cặp đấu thứ hai ạ. Nhảy đi kìa mọi người. Trời ơi, chiến thần đến đây rồi. Chết rồi. Renzi nó mạnh lắm. Thua đi chị Hương ơi. Cho em mạnh vậy. Ê con bé này nó mạnh lắm. Em trả thù được người đó em xin. Ok, bây giờ mình sẽ mời bạn thắng về chỗ và xin mời người thua về đội bên đây. Trời ơi, lo giữ cái chân không à. Đừng có để Xin giữ tay nữa, bóp của Xin kìa. Xin mạnh quá đi. Ôi nó lì ghê luôn. Đã thêm thở đó. Ôi mệt quá, 5 giây thôi. Bé chị gì. Đấu diễn ra rất là lâu. Cuộc đấu diễn ra lâu nhất. Đèn chắc. Đừng đi về bên đây. Bạn này đến với chị Xin rồi. Đâu? Chắc là như vậy rồi. Đó, thấy chưa? Quay lại. Chị bóng nào ở đây nha. Cầm luôn đi, cầm cho Xin cái thùng. Em biết mà, thôi em không biết mà. Em bị tổn thương với mọi người. Ok, bây giờ chúng ta đã có cho mình người thua cuộc rồi. Xin mời bạn Thu về đội bên đây.
này khó nhảy vậy? Khó thiệt. Nó hung dữ vậy, mặt con bé sát khí quá. Mặt con bé đùng đùng sát khí. Nó hung dữ quá à. Nó cẩn thận đó chị ơi, nó sát khí quá. Nó quá hung dữ, mặt nó sát khí quá. Em phiền lắm. Trời ơi, con bé nó sát khí đó chị ơi. Chị cẩn thận dưới mạng nha. Chết rồi, con bé nó tấn công hoài luôn kìa sợ. Chết rồi. Nó tấn công em mọi người. Nó tấn công em mọi người. Ai tấn công ai? Chị hứa là chị không quýnh em mà. Hồi nãy vừa dưới chị hứa chị không quýnh em mà. Trời ơi. Em tới đi. Trời ơi, nhìn cái mặt nhường ghê luôn á. Chị cho em thắng luôn á. Chị không? Em lấy đi, em nếu như em lấy được. Thôi nè, hai chị em nhà này tố hề hoài ta. Rứt áo em. Rứt áo em hả? Không, chị chỉ làm đúng chương trình thôi hả? Chị chỉ làm đúng chương trình thôi. Yes. Yes, em thắng. Chị ơi, về đây em ơi. Về đây. Về đây bên anh. Cảm ơn ạ. Bây giờ chúng ta đã có cho mình đội thua gồm 4 người. Bây giờ đội thua sẽ có một hình phạt. Là chúng ta sẽ nhảy một bài rất là kiểu sexy và quyến rũ. Trời đất ơi. Phải cho xin thua chứ. Trời mọi người. Chỗ nào? Hả? Cái gì vậy? Mọi người biết tại sao có chiếc ghế này không ạ? Dạ không. Không. Là mọi người phải nhảy sexy quyến rũ. Nhưng mà cho em đi về đúng không ạ? No! Nghĩa là mọi người phải nhảy theo sexy quyến rũ bạn đó đó. Đúng. Chị nha. Em rất chị giỏi mấy em mà. Em thích nhưng mà em... cái này ở nhà thôi. Chỉ có mình em với ảnh thì được chứ em không được. Lý do tại sao mà An Du lại cho chị xin thắng? Tại vì An Du muốn em sexy. Sao hồ là tiểu phẩm không ạ? Cậu ơi, bạn này là 4 người một lúc luôn á. Cậu có chịu được không? Bây giờ 1, 2, 3 lên nhạc. Music. Từ từ đó. Chị em mình phải bàn 10 điểm, bàn 10 hơn. Điểm. Bây giờ nghe hai người bên đây. Em ở đằng sau. Em ở đằng sau. Ủa, em hai người bên hai người bên kia à? Chị bên này. Đi từ hai bên kia qua chứ. Giờ sexy sao? Rồi sexy chưa? Bạn từ từ đã. Vô, sao anh cho anh ra thì bài khó vậy? Thậm chí bọn em còn chưa nhảy bao giờ. Nè, bọn phải thích đi kìa. Chọc lét mà. Hả? Đây là ai vậy? Anh ra đề bài khó hết rồi, hết anh rồi. Ơi, mọi người làm đi, sao có một mình em vậy? Chị em có. Anh ơi, gợn sóng mà múc đi. Đúng rồi, tốt lắm. Em biết chị. Cố lên em. Đi tiếp đi mọi người ơi. Nếu không là nhạc không tắt được. Nhảy kia kìa. Tại sao cho chúng em ở trên đây những con người không biết gì mà nhảy? Cái này khó quá thật sự luôn ấy. Ai ngờ nè, trời biết đi kìa. Em không thể sexy được, em khó quá. Nhàn à. Ai đứng ở dưới cần một biên đạo. Chị Phạm đi. Em Phạm cần biên đạo ạ. Ờ,
nào cả. Bây giờ phải có biên đạo. Bây giờ phải có biên đạo chứ. Ai đi đi học nhảy 7 lớp như bạn này bao lâu mà biết, đúng không? Ai đi đi học nhảy 7 lớp như bạn này bao lâu mà biết, đúng không? Rồi bây giờ Enzo, em có đồng ý là bỏ qua hình phạt này cho các bạn nữ ở đây không? Năn nỉ, năn nỉ mà. Nếu các bạn như vậy em không thể nào mà từ chối được. Rồi, vậy thì bây giờ mình làm một nét đáng yêu đi để cảm ơn chàng trai dễ thương này. Chị cả đại diện cảm ơn. Hả? Chị cả cảm ơn. Hao hao hao. Rồi. Dạ mình cảm ơn bạn nha. Nét dễ thương đó hả? Dễ thương rồi đó. Dạ. Cảm ơn cậu rất nhiều nha. Rồi, thôi được rồi. Mời các em về chỗ.